Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật mạnh mẽ và oai nghiêm, đó là con hổ. Con hổ không chỉ là một trong những loài thú săn mạnh mẽ nhất trên hành tinh mà còn mang đến nhiều điều thú vị về cuộc sống và sinh tồn của chúng. Hãy cùng nhau bắt đầu cuộc phiêu lưu này để tìm hiểu về con hổ nhé. Con hổ là một loài thú có hình dáng linh hoạt, với bộ lông vằn đẹp mắt. Mỗi con hổ có một bộ vằn lông riêng biệt, tương tự như con người có dấu vân tay riêng không chung đụng với bất kỳ ai. Thêm nữa, kể cả khi bạn có cạo sạch lông của chúng thì những vằn vện trên cơ thể vẫn còn trên da. Hổ có cơ bắp mạnh mẽ, chân có vuốt sắc nhọn và răng nanh sắc như kiếm, giúp chúng trở thành những thợ săn tài ba. Nhờ lớp lông sọc vằn có tác dụng ngụy trang, hổ thường giấu mình sau các bụi cây rậm rạp và theo dõi con mồi từ phía sau. Người ta cho rằng hổ ít khả năng sẽ tấn công chúng ta khi chúng ta đối mặt với chúng và nhìn thấy chúng. Do vậy, hầu hết các dân làng ở Ấn Độ đeo một mặt nạ ở sau gáy để đánh lừa lũ hổ. Hổ là loài thú săn mồi, thường săn chủ yếu vào buổi tối khi chúng có tầm nhìn tốt hơn và có thể tiếp cận mục tiêu một cách hiệu quả. Chúng thích ẩn mình trong bóng tối để tận dụng sức mạnh và sự linh hoạt của mình. Hổ có thể đạt tốc độ lên tới 65 km một giờ và dễ dàng nhảy với khoảng cách hơn 5 mét. Hổ có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau, từ rừng nhiệt đới đến thảo nguyên. Hổ có thể ăn rất nhiều thứ, nhiều loại khác nhau, từ bò rừng, trâu, nai, linh dương, gấu, thỏ, chim, tê giác, cá sấu, thậm chí cả các loài cùng họ mèo như báo đốm. Lưỡi hổ được bao phủ bởi rất nhiều u nhú nhỏ, sắc nhọn, hướng ra phía sau. Những u nhú này tạo cho lưỡi có kết cấu thô ráp, sần sùi và được thiết kế để giúp lột sạch da, lông và thịt khỏi con mồi ngay lập tức. Hầu hết động vật thuộc họ mèo đều rất ghét nước, trừ loài hổ. Loài săn mồi này có thể thoải mái bơi, thậm chí săn mồi trong nước. Hổ sử dụng tiếng kêu và mùi để giao tiếp với đồng loại. Tiếng gầm của hổ có thể truyền xa để báo hiệu về lãnh thổ và để tìm đối tác giao phối. Tiếng gầm của hổ rất lớn, có thể nghe được ở cách xa 3 km. Nếu một con hổ gầm hết công suất có thể làm vỡ kính của những chiếc xe tốt nhất. Nếp gấp thanh quản của hổ tạo ra tiếng gầm làm tê liệt con mồi kể cả người. Hổ dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ, cảnh báo những kẻ xâm nhập, và nước tiểu này có mùi bắp rang bơ. Hiện nay, hổ đang đối mặt với yêu cầu được bảo tồn do mất môi trường sống, mất mát nguồn thức ăn và săn bắn bất hợp pháp. Một thực tế đau lòng là có nhiều hổ được nuôi nhốt riêng làm thú cưng hơn là trong tự nhiên. Có số liệu cho thấy chỉ còn khoảng 5.000 con hổ trên toàn cầu. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con hổ, những vị vua của thế giới động vật. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em niềm vui và kiến thức mới về thế giới tự nhiên xung quanh. Hãy tiếp tục khám phá và bảo vệ những sinh linh tuyệt vời này. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.